đội trưởng U23 Việt Nam có thế nào cũng phải đá với Thái Lan. Tỏa sáng rồi mắc Covid-19, ngồi ngoài rồi trở lại ở chung kết. Hành trình của đội trưởng Dụng Quang Nho là tiêu biểu cho một U23 Việt Nam kiên cường ở Campuchia. Theo lời kể của Dụng Quang Nho, ban đầu tôi không dám kể cho ban huấn luyện nghe. Tôi lén vào phòng y tế, tự test nhanh, hai vạch mờ hiện lên. Lúc đó, tôi mới gửi kết quả cho anh Toàn, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn Anh bật cười bảo, xong, tao vừa khen mày bất tử thì mày dính rồi. Đến chiều hôm đó, người tôi mệt mỏi hơn, tôi cực kỳ căng thẳng và rất sợ mình mắc Covid-19. Tôi test nhanh một lần nữa và thấy hai vạch hiện lên rõ ràng. Hôm ấy là ngày 21 tháng 2, còn hôm sau là ngày gặp U23 Thái Lan. Ngay sau trận đấu với Timor-Leste, tôi lấy que test nhanh ra thử, một vạch, chỉ còn một vạch thôi. Ở trong phòng 4 ngày rồi, ông còn đá nổi không đấy? Thầy Nam, huấn luyện viên Đinh Thế Nam hỏi nửa đùa nửa thật. Tôi mỉm cười bảo thầy, có như thế nào đi nữa, con cũng phải đá với Thái Lan. Lúc đó, tôi nói nghe ai vậy thôi, chứ lúc có kết quả xét nghiệm nhanh trước chung kết, tôi còn chẳng dám xem. Nhờ trời, xét nghiệm RT, PCR cũng âm tính, tôi được đá trận chung kết với người Thái. Đó là giải đấu mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên trong đời. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.